Kính chào các bạn, hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ giới thiệu cho các bạn về khóa học kế toán sản xuất gia công. Để tìm hiểu được nội dung về khóa học kế toán sản xuất gia công, các bạn truy cập vào website kế toán việt hưng.vn. Mô hình sản xuất gia công nó thuộc mô hình doanh nghiệp, do đó mục khóa học kế toán các bạn chọn khóa học kế toán doanh nghiệp. Các bạn kéo thanh cuốn xuống bên dưới, chúng ta nhìn đến khóa sản xuất gia công. Chúng ta click vào khóa học. Đây là nội dung của khóa học kế toán sản xuất gia công mà các bạn tham gia. Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đối với công ty sản xuất gia công thì nó sẽ gồm hai lĩnh vực: sản xuất và gia công. Sản xuất tức là công ty chúng ta mua vật tư về, sản xuất ra thành phẩm để bán. Còn gia công, một là công ty chúng ta nhận gia công, tức là nhận vật tư của khách hàng về để gia công thành thành phẩm, sau đó trả thành phẩm đó cho khách hàng, thì đó là chúng ta nhận gia công. Còn việc mà chúng ta đi thuê gia công thì cái chi phí gia công đó được ghi nhận vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp khi mà nó có đầy đủ các hóa đơn chứng từ. Như vậy, gia công ở đây Kế toán Việt Hưng sẽ hướng tới cho các bạn là công ty chúng ta nhận gia công để mà tính được giá thành cho hai mảng sản xuất và gia công thì buộc các bạn phải tập hợp chi phí riêng biệt cho hai mảng sản xuất và gia công này, vì hai phương pháp tính giá thành là khác nhau. Để tìm hiểu cụ thể thì chúng ta đi vào nội dung khóa học, giáo viên sẽ hướng dẫn cho các bạn. Các bạn kéo thanh cuốn xuống bên dưới để chúng ta xem nội dung của khóa học kế toán sản xuất gia công. Sẽ bao gồm nội dung đầu kỳ hướng dẫn cho các bạn về cách khai báo các thông tin như danh mục phòng ban nhân viên, tài khoản ngân hàng, danh mục khách hàng, nhà cung cấp, khai báo tổng hợp công nợ phải thu, phải trả, khai báo tồn kho vật tư, nguyên vật liệu, thành phẩm hoặc hàng hóa nếu có, khai báo các chi phí dở dang cho từng thành phẩm hoặc từng dịch vụ gia công nếu có, khai báo số dư đầu kỳ của các tài khoản trên bảng cân đối tài khoản. Đó là nội dung đầu kỳ. Nội dung trong kỳ đối với lĩnh vực gia công và lĩnh vực sản xuất thì đều hướng dẫn cho các bạn cách hạch toán các hóa đơn mua vào bán ra, hạch toán các chi phí liên quan đến sản xuất và gia công, hạch toán lương, trích bảo hiểm, chi lương, chi bảo hiểm, làm hồ sơ lương nhân công, hợp đồng lao động, bảng chấm công, hạch toán các hóa đơn mua mới công cụ dụng cụ, mua mới tài sản cố định, hạch toán ngân hàng, hướng dẫn phân bổ công cụ dụng cụ khấu hao tài sản cố định cho từng lĩnh vực sản xuất và gia công. Bởi nếu như những cái chi phí liên quan đến hai mảng mà chúng ta không bóc tách rõ ràng thì sau này quyết toán thuế sẽ gạt chi phí của các bạn ra, nên chúng ta lưu ý. Hướng dẫn các bạn hạch toán trích và chi các loại thuế như là thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp. Hướng dẫn khai báo thuế giá trị gia tăng hàng tháng hoặc hàng quý tùy theo từng doanh nghiệp. Cuối kỳ thì hướng dẫn cho các bạn về cách tính giá xuất kho, cân đối kho, cân đối chi phí, tập hợp chi phí tính giá thành cho hai mảng sản xuất và gia công, lên báo cáo tài chính và cách in sổ sách cũng như là sắp xếp các chứng từ phù hợp đối với từng doanh nghiệp. Đó là tổng hợp tất cả các nội dung liên quan đến khóa học sản xuất gia công mà Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ngoài ra thì sẽ hỗ trợ cho các bạn trong quá trình các bạn làm việc. Có gì không hiểu thì các bạn vẫn có thể trao đổi đến trung tâm hoặc là trao đổi đến giáo viên để chúng ta được hỗ trợ. Về phần mềm học thì Kế toán Việt Hưng chủ yếu hướng dẫn cho học viên sử dụng các phần mềm thông thường như là phần mềm kế toán MISA hoặc là FAT. Đối với các phần mềm học thì các bạn có thể tự setup hoặc Kế toán Việt Hưng sẽ cài đặt cho các bạn. Hình thức học của Kế toán Việt Hưng là học online theo hình thức tự học hoặc học có giáo viên. Để biết mức học phí của từng hình thức thì chúng ta vào chỗ hình thức học, chúng ta chọn hình thức phù hợp. Ví dụ giáo trình online 1:1 học phí sẽ là 5,5 triệu. Lớp online 1 giáo viên hướng dẫn từ 5 học viên trở lên thì phí là 3,5 triệu. Hình thức học online của Việt Hưng sẽ là giáo viên gọi điện nói chuyện bằng cách là gọi qua Zalo. Còn truy cập vào máy tính để hướng dẫn các bạn thì bằng UltraView, phần mềm điều khiển máy tính từ xa.
Hình thức tự học tức là Kế toán Việt Hưng có video dưới mỗi hóa đơn chứng từ. Các bạn click vào, nghe và làm theo. Có gì không hiểu thì các bạn hỏi. Về thời gian học thì các bạn chủ động sắp xếp thời gian. Học giờ nào thì chúng ta báo với giáo viên giờ đó để giáo viên sắp xếp hướng dẫn cho các bạn. Còn đối với lại số buổi học thì Kế toán Việt Hưng không quy định số buổi. Các bạn học đến khi nào hiểu và lên được báo cáo tài chính thì lúc đó chúng ta kết thúc khóa học. Khi các bạn tìm hiểu kỹ về khóa học kế toán sản xuất gia công thì các bạn click vào đăng ký học để chúng ta đăng ký các thông tin cá nhân bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ và các bạn chọn khóa học mà chúng ta cần học, click vào đặt hàng. Căn cứ vào thông tin này, Kế toán Việt Hưng sẽ hỗ trợ cho các học viên sau khóa học. Do đó các bạn cần đăng ký chính xác thông tin. Ngoài việc đăng ký học ở trên website kế toán việt hưng.vn thì các bạn cũng có thể tìm hiểu nội dung khóa học cũng như là đăng ký học bên website làmketoán.vn. Các bạn cũng click vào chữ đăng ký học ở góc trên cùng bên phải và cũng điền đầy đủ các thông tin vào và nhấn vào chữ đăng ký ngay. Muốn xem chứng từ mà Kế toán Việt Hưng setup thì các bạn click vào xem giáo trình online. Lúc này chúng ta chưa cần phải login. Các bạn vào các khóa học, chọn khóa học kế toán doanh nghiệp, chọn kế toán gia công, chọn sản xuất gia công. Xem thử, do đó các bạn chỉ xem được phần 2 và phần 3. Còn các phần bên dưới thì khi mà là học viên của Kế toán Việt Hưng thì các bạn mới truy cập được full giáo trình. Ở đây chính là bố cục của giáo trình Kế toán Việt Hưng. Thì chứng từ được sắp xếp theo thứ tự thời gian từ đầu kỳ và đến cuối kỳ báo cáo tài chính. Để xem thử thì các bạn có thể click vào phần 2 hoặc phần 3 để chúng ta xem. Các bạn click xem nội dung. Các bạn muốn xem ở chứng từ nào thì chúng ta chuyển xuống chứng từ đó để chúng ta xem. Chứng từ thì được Kế toán Việt Hưng sắp xếp theo thứ tự thời gian nên các bạn lưu ý. Như vậy là tôi vừa giới thiệu cho các bạn về khóa học kế toán sản xuất gia công tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Hy vọng sẽ được truyền đạt những cái kiến thức, kinh nghiệm cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Chúc các bạn thành công!